cho nó dễ. Đấy thì chào tất cả các em. Đấy. Hơi mở nhỉ, cam hơi mở. Ừ, cam máy mà. À, pin. Tôi bật cái này đi. Bật cái chat đi. Nhìn cho trả lời luôn. Ok nhá. Đấy, thì các bạn hỏi các bạn cứ comment vào đây để cho. Ok nha, bây giờ này, câu hỏi đầu tiên này là in năm bọn em ôn thi. Bây giờ ôn thi có được không? Câu hỏi đầu tiên của anh là ôn thi bây giờ là một điều ôn thi hợp lý. Bởi vì thứ nhất ấy, là in năm ấy, là kiến thức về nội, ngoại, sản và nhi đã tương đối rồi. Thì bây giờ in năm sẽ bắt đầu ôn thi từ những cái môn sinh, những cái môn y học cơ sở là gì? Là sinh lý, hóa sinh, sinh học và giải phẫu. Sau đó kết hợp với việc kết nối giữa các bộ môn đó với lâm sàng, như vậy nó sẽ có thể điều kiện tốt hơn để nhớ. Nên in năm bây giờ ôn là hợp lý, được chưa? Không phải là quá muộn, nhưng bây giờ phải bắt đầu ôn rồi nhá. Ok chưa? Ok chưa? Bắt đầu ôn đi nhá. Kết hợp mình sẽ kết hợp giữa nối giữa lâm sàng và các cái môn y học cơ sở liên quan giữa giải phẫu, sinh lý, hóa sinh với cái từng bệnh lâm sàng mà em đang học một nhá. Ok rồi, em I3 nói rõ anh, em học theo mô đun nghĩa là học như thế nào được không? Vì ngày xưa anh học kiểu khác thì phải. Anh ơi, học theo mô đun có nghĩa là bọn em sẽ học mô đun về hô hấp, về tiêu hóa, về tim mạch, học tầm 7-8 mô đun gì đấy ạ. Mỗi mô đun Rồi. thì bọn em sẽ học là giải phẫu, sinh lý bệnh, có nghĩa là học đến nội triệu chứng ngay ạ. Ok, nghĩa là học liền luôn một lượt đúng không? Vâng ạ. Thế thì như vậy anh thấy cách học đấy cũng khá là phù hợp đấy, bởi vì là ở theo nước ngoài ấy, ở nước ngoài thì họ sẽ dạy theo kiểu như vậy. Mình sẽ học được bắt đầu đi từ những cái kiến thức cơ bản, xong rồi dẫn dắt đến bệnh học. Như vậy nếu mà em học như vậy ấy, thì sẽ hệ thống hơn về từng mặt bệnh một, liên quan các mặt bệnh nhau sẽ tốt hơn. Còn nhìn chung ấy, khi mà mình thi ôn thi nội trú ấy thì là các nội dung thi ấy sẽ vẫn nằm trong các quyển sách giáo khoa của cơ bản của bọn em. Được chưa? Đó là quyển sinh lý này, hóa sinh này, giải phẫu này, quyển nội bệnh học này, hai quyển nhi này, quyển sản Huế này, quyển ngoại I3, ngoại I4, ngoại I6 và quyển tài liệu ngoại Chào tất cả I6 mọi người nhá, chào tất cả mọi người đang nhá. xem nhá. Mọi người share cái này, cái Thì bài như với I3 bọn em ấy, học như vậy ấy, thì có sẽ ý thức có một cái kiến thức khái quát hơn về một cái bệnh ấy. Như vậy em sẽ nhớ tốt hơn đấy. Ngày trước anh anh ơi, cũng học như vậy. ngoại I3, ngoại I4, I5 là quyển gì ạ anh? Bởi À vì bọn em này, bọn em chưa học ngoại đúng không? chỉ học quyển ngoại triệu chứng, ngoại Ừ triệu chứng đấy, ạ. ngoại trừ là ngoại I3 còn gì nữa. Vâng. Ngoại I4 là về một cái ngoại khác về chấn thương và bụng, ngoại I6 là về mạch máu và bệnh ung thư.
À vâng ạ. Ok, 163 người xem. Các bạn cứ vào đi nhá. Anh à, có gì mà khó kiếm em? Đơn giản mà em. Thì em đọc sách thì nó cũng khá là khái quát rồi nhá. Đó. Đấy. Thực ra thì các bạn thì anh thấy là các bạn học theo kiểu module đấy, giống kiểu là các bạn học môn này xong học môn kia, đúng không? Học theo kiểu là nó nâng cấp dần này nhá. Xong. Nhưng mà cái quan điểm của anh nhá, thì anh sẽ dạy các bạn học một kiểu là học học theo kiểu là nó lại ngược chiều module. Đấy. Nhá. Lại giống không phải là giống kiểu mình học giải phẫu cái thứ mình nâng dần lên, đúng không? Nên em học một phát là từ bệnh học em lại nâng cấp, em lại giáng hóa xuống. Đấy. Nhá. Ok. Ok, các em cứ vào đi. Mọi người có thể chia sẻ, đúng không? Cái chia sẻ cái live stream này của anh. Bởi vì cũng lâu lâu đấy, cũng không khá đi mất khá khá nhiều thời gian, thì anh mới có dịp anh ngồi chia sẻ cho mọi người như này, đúng không? Và quan trọng là hy vọng là anh giúp mọi người là sẽ khá lên, đúng không? Cũng muốn rất nhiều lâu rồi thì có một cái bài chia sẻ cho mọi người. Đó. Anh thì nói thật với các em ấy là anh cũng không quan trọng các em là học ở đâu đâu, không quan trọng em học y mấy, miễn là em y 4 y 5 y 6 được rồi đấy. Anh coi y 4 y 5 y 6 như nhau hết nhá. Thậm chí là anh nghĩ rằng y 4 anh đối với bản thân anh nhá, anh thấy y 4 là giỏi nhất nhá. Y 4 là giỏi nhất, còn y 1 y 2 y 3 thì lại cao thủ ở các cái môn cơ sở, được chưa? Đấy. Ok nhá. Ok. À, anh thường dùng sách giáo trình chính thống em ạ nhá. Đấy. Đề đề bài của bọn em khi thi nội trú ra bất kỳ đâu thì cuối cùng vẫn sẽ quay về cái quyển sách cơ bản của mình, giáo trình của Y Hà Nội thôi, không vượt quá cái quyển đấy đâu. Rồi, được chưa? Mọi người vào chưa? Rồi, đủ vào hết chưa? Thì mọi người chia sẻ cái video này lên cái tường cá nhân mọi người ấy, thì có thể nhiều người biết được cái live stream ấy, thì mọi người biết được tiếp xúc với nhiều hơn, đúng không? Tại vì nhiều người nói thật là cũng rất là điều kiện rất là khó khăn đấy, rất là khó khăn, và anh cảm thấy mọi người khó khăn thì các thứ thì mình chia sẻ, mình giúp mọi người thôi, đúng không? Lộ trình thì thực ra ấy, thì i5 cũng như anh Thành Chiêu nói, đúng không? i5 là cũng là hợp lý nhá. i5 một chia sẻ rất là thực tế từ anh Thành đấy nhá. Từ anh Thành thì cũng phải chia sẻ các em thì ngày xưa thi rất là cao, đỗ đứng thứ rất là cao đấy nhá, rất là cao luôn, đứng thứ mười mấy cơ mà, hiểu vấn đề không? Đấy thì hôm nay thì mời được anh Thành về chia sẻ mọi người. Anh rất là bận, anh vừa đi từ viện K3 anh về thẳng nhà anh luôn mà còn chưa tắm cơ các có ba anh trực cho mình ở viện luôn. Đấy thì mà mọi người thì rất là quý mọi người luôn, thì mọi người cứ vào mọi người đặt câu hỏi. Guyton Harrison thì em đọc những cái nhớ này, lấy bút ghi vào nhá, nhớ một cái câu này của anh này nhá. Đấy, nhớ một cái câu này của anh này, chỉ học những cái mà mình cần học, ghi vào được chưa? Đấy, đến ngay cái cả như anh đúng không, hàng ngày anh vẫn mở Harrison ra đọc, anh có nhớ hết được Harrison đâu, nhưng mà nhớ này, mình chỉ học những cái mà mình cần học và lập tức mình gấp sách lại, không là mình tẩu hỏa nhập ma mất, nhớ nhá, Rồi. không là tẩu hỏa nhập ma mất, hiểu vấn đề không? Quyển Guyton textbook cũng gần hơn 1.000 trang rồi các em, làm Nhá. sao mình học hết được cái đấy được? Cái rất sâu về sinh lý rồi, Đấy. mình học cái rất cơ bản thôi, và cái là cần tìm hiểu thêm mình mới chừa trong Guyton ra để mình tìm hiểu thôi. Ok. Nhớ chưa? Và Guyton ấy, nhớ này, nhớ một điều này. Học Guyton để làm gì? Học Guyton ấy để theo ông để làm gì, các bạn nào ý kiến không? Học Python để làm gì? Ngoài thi ra mình làm gì? Mình còn phải để mình giải thích các bệnh học, đúng không? Giải thích các bệnh học nội khoa, đúng không? Đấy, ví dụ chẳng hạn như là nếu mà ví dụ nhá, vì mình học về sinh lý của ống thận. Đấy. Mình lại không hiểu tại sao mà trong xơ gan người ta lại dùng điều trị các cái lợi tiểu phối hợp giữa furosemide và spironolactone, và có trường hợp người ta lại chỉ dùng furosemide, đúng không? Đấy,
rồi là trong tim mạch đấy, chỉ định sử dụng các cái lợi tiểu như nào, lợi tiểu nào mạnh nhất, tác động trên đoạn nào đúng không, thận kênh gì đúng không, đấy, dùng thì có nguy cơ gì, ảnh hưởng cali máu ra làm sao, đấy lại là vấn đề về bệnh học đấy, các bạn phải nắm được. Quan trọng là gì, các bạn mắc, anh nghĩ là cái không nên đấy là các bạn quá sâu với gai tơn, nhưng mà các nội bệnh học các bạn không giải thích được, đến đi sáu các bạn lại quên, thế à, lại quên hết đúng không. Đấy mà trong cái ví dụ ngày xưa nhá, ngày xưa anh dạy cái bài sơ gan là rất nhiều bạn nhắn tin cho anh nhá, anh ơi tại sao mà dùng lại tiểu kháng aldosterone phối hợp furosemide, đấy furosemide furosemide công thức là gì, furo 1 ferrous 4 1 4 đây là cái gì đúng không, em tra up to date mãi không thấy có. Đấy thì có những cái bài mà anh đã giải thích cho bạn rồi đấy nhá. Ngày xưa thì anh dạy bài sơ gan có mà đợt nếu mà em chịu khó em vào cái kênh y học online của anh ấy đúng không, kênh anh mới lập thôi, mới lập thì cũng được khoảng độ 6-7 nghìn người theo dõi. Ngày xưa anh có review cái bài sơ gan cho mấy bạn ôn thi thì có khoảng độ 25 nghìn người xem cái bài đấy, nhưng mà lâu rồi anh mất kênh rồi, kênh lâu anh mất rồi tại vì anh cũng bận nữa nhá. Ok, cảm ơn, cảm ơn em nhá, không có gì cả đúng không, được chưa, đấy được chưa, tại vì anh biết là mọi người có cái nhiều điều thắc mắc nhá, thì hôm nay cũng chủ yếu nhắc lại này nhá, hết sức thông cảm là mình sẽ chạy chủ yếu mình giải thích vấn đề về về chuyên môn, còn cái phần hành chính tên tuổi địa chỉ người liên lạc các thứ thì mình phải cập nhật được chưa, vì mình thi mà đúng không, công nhận không nhá. Ok, Trang có hỏi gì không Nhật Trang? Ok nhá, thì được chưa, mọi người cứ hỏi đi, xong mình sẽ đi vào bài chính nhá của hôm nay để chia sẻ cho mọi người nhá. Mọi người hỏi nhá, hỏi cứ hỏi đi. Ok, anh Thành thì là cũng là thầy dạy ôn thi nội trú, nói là thầy thực ra anh nghĩ là không nên gọi là thầy, đúng rồi, không gọi thầy. Em gọi bọn ai các anh là anh người rồi. Người dạy đúng không, các anh là người dạy thế thôi, bởi vì quan trọng là mình gì, mình chả có làm thầy ai cả, mình chỉ là những người chia sẻ thôi, mình là người chia sẻ và làm cho mọi người tốt lên thôi, còn mình chẳng có làm thầy ai cả thế thôi nhá. Và quan trọng là gì, chia sẻ cho mọi người biết cách học đấy, và thứ hai mọi người khá lên, và sau khi mọi người khá lên thì thấy rằng là các anh rất bình thường thế thôi, thậm chí là những cái đệ tử của bọn anh mà ôn thi nội trú thế thôi nhá, thì sau đấy các em thì cũng vừa là đồng nghiệp và vừa là anh em tốt với nhau nhá, vừa anh em tốt với nhau chơi rất là thân đúng không, anh thì cần anh rút điện thoại alo cái tự nhiên là có ví dụ cu nội trú da liễu đấy, nó chỉ cho anh mấy cái thuốc mà điều trị anh không rõ đúng không, như vậy là đối với anh em thế là tuyệt vời rồi, quan trọng nhất là như vậy. Và nhắc lại là anh chẳng có phân biệt ai với ai, học ở đâu hay là trình độ như thế nào đúng không, cả học dốt học giỏi thì có khá làm sao cả, quan trọng là gì, quan trọng là các bạn muốn nhá. Đầu tiên nhá, anh bảo này, làm cái gì nhỉ, đầu tiên nhá là phải muốn đã nhá, bây giờ tôi muốn cái này đúng không, ví dụ là tôi muốn đỗ nội trú đúng không, thì phải tôi đặt ra câu hỏi là bây giờ là gì, thì tôi phải đặt ra câu hỏi là gì, phải đặt ra câu hỏi là gì, tôi đỗ để làm gì, được chưa. Đấy, cái thứ hai đấy là gì, năng lực của tôi như thế nào, đấy năng lực của tôi như thế nào, có đủ để đỗ không, đúng không, đặt câu hỏi đấy. Và nếu mà năng lực của tôi hôm nay anh không giải quyết vấn đề nghề nghiệp nhá, được em ạ, sách thì rượu tuyệt vời luôn, phạm là cái đăng rượu đúng không, tuyệt vời em ạ, ngày xưa anh cũng học gần đấy nhá, em cố gắng phẫu, cố gắng xem nhiều hình đấy chưa, đấy thì quan trọng là này, thì và nếu mà tôi không đủ những cái năng lực như thế thì có cách nào để giúp tôi đủ năng lực hay không, và nếu mà tôi bản thân em tự nhiên không, bản thân em không thay đổi thì em không bao giờ có năng lực như thế, và nếu mà không, tôi không thay đổi năng lực thì sao, tôi có những cách gì để thay đổi năng lực, tôi có sách vở, tôi có YouTube đúng không,
tôi có những cái người anh đi trước, những người thầy chỉ cho tôi, được chưa? Đấy, được chưa? Đấy, nhá. Rồi cái từ từ cho anh hướng dẫn giải cho các chú đúng không? Và nếu mà các em biết là ứng dụng như thế nào thì anh có cái kênh YouTube đấy của anh ấy thì mọi người biết rồi. Kênh YouTube các bạn cứ đánh vào YouTube, đánh vào Nguyễn Huy Thông Official nó sẽ ra. Được chưa? Kênh anh mới lập được có mấy cái có hơn chưa được tháng, hơn tháng tí nhá. Đấy, có khoảng độ 3.000 người. Các bạn có thể đăng ký cái kênh của anh ấy nhá, có bài giảng anh ấy cập nhật lên đấy nhá. Được chưa? Rồi có những hôm mà anh hướng dẫn cho các bạn i3 4 ấy, hướng dẫn cho mấy trăm người anh cũng quay anh đăng lên đấy mà. Đúng không? Và trở lại câu chuyện nhá. Và nếu mà tôi không đủ năng lực, bây giờ tôi làm sao để có đủ năng lực? Và quan trọng này, lấy bút ghi xuống dưới cho anh này. Anh chị hôm nay chỉ dạy các bạn đúng 3 chữ thôi, nhớ chưa? Chỉ đúng 3 chữ là gì? Lấy cái bút ghi xuống dưới cho anh. Một nhá, một này, học hiểu nhá, một học hiểu này. Cái thứ hai nhá, ghi vào, phải ghi vào, anh chỉ dạy bạn đúng 3 chữ hôm nay, một học hiểu. Được chưa? Hai nhá, học thông minh. Được chưa? Ba là học nhiều lần. Ok, thế thôi. Đối với các bạn chia sẻ kinh nghiệm học tập rất ngắn gọn, chỉ thế các bạn dễ áp dụng nhá. Đấy thì mà để mà liên kết được những cái môn này giải phẫu sinh lý hóa sinh nhá, đấy sinh học các thứ vào nội ngoại sản nhi đấy, ví dụ là những cái môn đấy thì các bạn phải đòi hỏi các kiến thức nhá rất là sâu đúng không, rất là sâu. Ok, chuẩn bị thì nó là hành trang hành trang rồi các bạn, em phải em mà hỏi những cái người đi trước được chưa? Sẽ biết bởi vì những cái đấy hành chính cực kỳ dễ luôn. Ok nhá. Một học hiểu nhá. Đây có ông nào nói đúng rồi đây này nhá. Đặng Văn Nam này, một học hiểu, hai học thông minh, ba học nhiều lần, hết. Hôm nay dạy bạn đúng 3 chữ đấy, ghi vào. Nhớ lời anh nói nhá. Được chưa? Họ học để ôn nội trú phải đi lâm sàng cuồng nhiệt hay không? Thế bây giờ ví dụ nhá, anh trả lời, anh bảo này nhá, tại vì mình ấy bản thân của mình này cũng như anh Thành đây, anh Thành nội trú ung thư, anh nội trú nội, thì em hiểu lá này này, mình ấy là cái người mà chia sẻ giúp cho cộng đồng đúng không? Thế bây giờ nếu mà giả sử anh mà trả lời ông này là đi ôn ôn nội trú có phải đi lâm sàng cuồng nhiệt không anh trả lời là có đấy. Thế ví dụ lúc mà các bạn thi không được thì các bạn lại bảo là ôi trời anh ngày xưa anh khuyên sai em là em cuồng nhiệt quá, bây giờ em không làm được cái gì, thế là lại buồn cười, được chưa? Cái thứ hai đấy là nếu mà anh bảo là có đi được chả đi được đấy, thế thì sau này các bạn không thi đỗ, các bạn đi ra trường các bạn lại không phải bảo là hôm đấy chữa bệnh nhân đúng cái hôm mà mình nghỉ lâm sàng không biết cái bài hội chứng thận hư thì bệnh nhân là albumin như thế này đấy, chân thì phù to như này, không biết là có dùng phải nên dùng chống đông Lovenox enoxaparin không đúng không? Đấy, không thuộc tiêu chuẩn thì cũng chết anh đúng không? Rất là khó, được chưa? Đấy, nên là các bạn cố gắng cho nó đừng hỏi câu hỏi bẫy anh như thế nhá. Ok chưa? Chuẩn rồi. Nhá, đừng hỏi câu hỏi bẫy anh như thế, được chưa? Bởi vì nó có rất nhiều cái nó cực kỳ nhạy cảm em ạ. Được chưa? Anh thì anh cũng rất là muốn giúp mọi người. Đúng rồi. Còn lâm sàng bao giờ cần em? Làm sao có lâm sàng không lâm cần được? sàng thì phải Bao đi giờ học em cũng ạ, vậy thấy chưa? nhá, hay không bao giờ bỏ được cả. Ok ok nhá nhá. Đấy, có mấy bạn này trả lời được chưa nhá, thì tất cả nó chỉ anh nhắc lại là nó chỉ mang tính chất lời khuyên đúng không, mình khuyên anh đưa ra 100 lời khuyên thì có những thứ nó tốt cho các bạn thì các bạn phù hợp các bạn nghe, còn mình không áp đặt với nhau quan điểm anh như thế, mình rất là flexible, mình thoải mái, mình cũng áp đặt với nhau, không phải bảo nhau học cái này và khuyên lại tốt hơn đúng không nhá. Được chưa? Và nói thật là các bạn là ngày ngày xưa ấy, hồi hồi đại học ấy, ngày xưa anh đi dạy gia sư ôn thi đại học nhiều lắm, anh dạy toán mà anh với anh Thành Chiêu ấy, ngày xưa thì nói thật với các em thì cũng như các em ở đây thôi đúng không? Đấy thì anh ở nhà cũng nông dân thôi nhá, cũng không chẳng chẳng phải có điều kiện hay là quan chức hay là cái gì đâu, không có cái gì cả nhá. Đấy, quê anh thì ở ở đâu cứ mùng 10 tháng 3 thì các bạn có thể về quê anh đúng không? Luôn quê anh ở Phú Thọ,
quen ở Phú Thọ gần Đền Hùng luôn, cách ngay gần dưới sân chân Đền Hùng luôn. Đấy, năm nay dịch bệnh thì các bạn không thể về quê anh được. Đó. Đấy, bản thân anh ngày xưa thì cũng sinh viên cũng như các bạn thôi. Ngày xưa anh đi cũng đi dạy lắm, đi dạy nhiều. Ngày xưa thì anh cũng nói thật các bạn là ngày xưa anh còn đi phát tờ rơi mà anh có ngại gì đâu, anh chả ngại cái gì cả. Mà sao nhưng mà cái việc chính là mình học và mình vẫn học em ạ. Nhá. Được chưa? Đấy, và mình nó tạo cái động lực cho mình thôi nhá. Thì ngày xưa anh đi cũng đi dạy ôn thi cho các em khi ôn thi đại học ấy nhá. Nói chung là nó cũng vất vả, cũng khá vất vả. Thế xong mình cũng cố gắng thôi nhá, mình thay đổi cuộc sống của mình. Được chưa? Thì nếu mà các em mà chịu khó theo dõi cái kênh YouTube của anh ấy nhá. Khó theo dõi cái kênh YouTube của anh ấy, thì cũng biết rằng thì anh có cái bài chia sẻ, đúng không? Thì ngày xưa thì nói thật với các em thì chia sẻ với các em là thực ra ngày xưa ấy, thì ông thầy của anh cũng người anh của anh đấy, cũng người anh của anh thì cũng rất là giỏi, cái người mà ngày xưa dạy hóa sinh ấy cũng rất là giỏi luôn. Rồi cũng dạng ngày xưa thi nội chú ung thư cũng là dạng thủ khoa hóa đấy nhá, và anh cũng được thừa hưởng những cái tinh thần từ anh đấy nhá, từ những cái tinh thần như anh đấy. Và quan trọng là anh ấy truyền cho anh quá nhiều những cái động lực đấy, mà nó làm thay đổi. Tức là hồi lên cuối năm thì anh học anh đấy nhá, thì cũng không tiện nói tên nhưng mà anh ấy làm thay đổi anh rất nhiều đấy, và để mà anh được như bây giờ thì cũng là nhờ ơn của anh ấy nhiều. Thì anh thấy rằng là mỗi khi mà thay đổi một cái con người, nó thay đổi cái động lực trong cái con người ấy, thậm chí là gì các bạn hiểu là này cái động lực trong con người các bạn có rồi nhá. Đấy, các bạn có động lực cho con người, các bạn có sẵn rồi, đúng không? Máu me rồi. Anh chỉ cần bọn anh, đúng không? Các anh chỉ cần châm lửa cho em cháy một tí thôi là em bùng cháy luôn. Ví dụ nha. Đây. Mọi người nhìn nghe rõ không nhỉ? Mọi người nghe rõ không? Nghe rõ không các em? Có em. Ok em, tuyệt vời luôn. Đây nhá. Thì có. Anh sẽ chia sẻ cho mọi người. Chưa? Mọi người chia sẻ với mọi người đấy, thì mọi người thì có thể vào cái kênh YouTube của anh nhá. Anh có dạy một bài cách đây một tuần, hôm đấy là cũng đang nghỉ dịch bệnh ấy, anh có quay lại một bài giải phẫu phổi cho mọi người xem ấy. Mọi người có thể vào xem cái bài giải phẫu phổi đấy, kênh YouTube là Nguyễn Huy Thông Official ấy nhá, Official ấy. Đấy, các bạn vào xem cái bài giải phẫu phổi xem anh nói như thế nào. Thì các bạn hy vọng là quan trọng là gì, anh có nói rời nói bẻ đi chăng nữa là gì, nhưng mà tóm lại nó phải chứng minh bằng thực tế. Thế thôi, anh học như thế nào đấy, phổi phải ba thùy thổi, phổi trái ai thùy, ai chứ biết, đúng không? Đấy, bây giờ tràn dịch bằng phổi rãnh nhân thùy là gì, thì vào cái bài đấy, chịu khó vào bài đấy nghe anh nói thì sẽ thấm dần. Và để mà thấm được cái đấy thì nó cần phải có thời gian, chứ nó không phải là tự nhiên mà hôm nay tôi nghe xong 3 ngày sau một tháng sau tôi khá được. Anh nói thật là không có chuyện đấy đâu, đúng không? Phải có thời gian làm gì, cần thời gian ngấm, nó ngấm nhanh hay là ngấm chậm thôi. Ví dụ nha, đây, các bạn có biết quyển sách này không? Có. Biết rồi đúng không? Quyển sách rất nổi tiếng. Đấy, và biết cậu này không? Không ngoại được. À, không biết đúng không? Đẹp trai, chỉ biết là đẹp trai, đúng không? Đẹp trai và xinh gái, học giỏi thì nó là cái tội. Tội rất lớn là mày đã học đẹp trai rồi, mày là còn học giỏi. Đúng không? Tội rất lớn luôn, nên là mày sẽ được đứng cùng những bạn mà rất là xinh gái, xinh xắn như này. Thì quả thực đấy là sự tuyệt vời nhá. Bạn này thì bạn đấy là đệ tử của anh nhá. Nói luôn đấy các bạn, đệ tử của anh và đệ tử của anh với anh Thành, đúng không? Đấy, nó là người em, cũng nói chung là người em, nó sống rất là chân thật luôn. Chân thật luôn, Y5 nó, em này học anh từ hồi Y5 nhá. Được chưa? Có vẻ là các bạn nhìn này thì các bạn lại chú ý bên trái nhiều hơn nhỉ? Đúng không? Thì anh em nói bên phải nhá, thì mọi người tập trung này, mọi người tập trung nhá. Thì nói vui tí thôi, đúng không? Mọi người tập trung nhá, đừng nhìn bên trái, tập trung nhìn bên phải cho anh nhá. Nhá, bên phải thì không phải nội chú đâu. Nhá, thì để mà nói người cái người em của bọn anh. Đấy, thì để mà chứng minh cho bọn em là gì, em chỉ cần có một tí lửa thôi. Tôi mở đường, tức là mở cái tóm lại là châm cái chỗ phát sáng của các ông và các em tự cháy thôi nhá. Được chưa? Thì đây,
thì có trên cái em group của anh thì anh có nhiều group lắm. Tại sao anh thành lập, mọi người hỏi anh thành lập nhiều kênh như thế? Bởi vì anh muốn là lan tỏa đến mọi người thế thôi, đúng không? Và lan tỏa mọi người thành cái phong trào, đúng không? Và anh muốn là gì, những cái người mà dạy bọn em ấy nhá, thì phải là cái những người như thế này thế thôi nhá, và những người tin tưởng phải dạy được bọn em. Và quan trọng là gì, kiến thức thì nó vô biên lắm, học thì đọc Harry Sơn, anh đã, cũng đã đọc hết Harry Sơn đâu, đúng không? Đấy, anh Thành Chiêu đấy, thì ngày xưa thì em ấy tên là Lịnh. Ngày xưa thì em cũng hay hỏi lắm nhá, ngày xưa em cũng hay hỏi hỏi lại Lĩnh, thì là đệ của anh Thành, đệ anh cả anh và anh Thành dạy, nhưng mà do anh Thành đào tạo nhiều hơn đấy. Đấy thì em ấy là người cố gắng như thế nào thì anh Thành sẽ chia sẻ với mọi người nhá. Đấy, anh Thành ngồi đây chia sẻ với mọi người mấy cái, tức là mọi người hay thắc mắc ấy, là hỏi là ôn thi từ bao giờ đấy, như thế nào nhá. Em Lĩnh là em có cú là lội ngược dòng ngoạn mục luôn nhá. Đấy, cuộc thi đổi trường luôn. Thì anh Thành ngồi đây chia sẻ một người. Ok nhá, thì đấy bọn em thì đều biết rồi. Bên quân y ấy, em thấy nhất em học trường quân y ấy, thì em đều biết là gì, của em thi chủ yếu là tự luận. Có đúng không? Cái thứ hai nữa là khi bọn anh thi bên viện bên trường đại học y ấy, thì chủ yếu sẽ thi trắc nghiệm. Em chính vì vậy bọn em một cái bất lợi riêng của bọn em khi việc thi tự luận ấy, và về việc cái phản xạ mình không được cao. Đấy, thế nên ấy, là bọn em này chủ yếu của mình ấy là gì, thì phải học, phải làm nhiều đấy, các em phải học, phải làm đề nhiều lên thì có khả năng phát triển được cái đấy nhá. Còn với bạn Lĩnh này, thì bạn Lĩnh này là bạn bên quân y, bạn ấy học bắt đầu từ đầu Y5 đấy, mà em hiểu hình dung đấy. Y5 thì ra thì học với bọn em ấy, thì không bao giờ muộn cả, chỉ cần em có quyết tâm thôi, có quyết tâm là đủ. Nên có quyết tâm học, có quyết tâm để mình đi thi, và mà em dám đi thi là được. Ok chưa? Anh cho em hỏi cái này, anh không nghe. Nói đi. Bây giờ em học hoặc mình học, em học Y4, mà cái cơ phần cơ sở em chưa chắc lắm. Bây giờ em học tiếp vào bệnh học rồi em mò lại cơ sở, hay là học từ cơ sở lên bệnh học? Em khi em đã học về bệnh học rồi thì tất cả triệu chứng em thắc mắc sẽ quay lại quyển cơ sở. Nghĩa là mình phải học bệnh học, còn chỗ thắc mắc vậy mới quay quyển cơ sở, không phải học từ cơ sở đi lên em ạ. Bởi vì cơ sở của em ấy rất nhiều triệu chứng, nhưng không phải triệu chứng nào lâm sàng mình cũng thể gặp được, hay không phải triệu chứng nào mà trong sách bệnh học cũng đề cập. Được chưa? Nên em phải học từ quyển bệnh học đi quay ngược trở lại, bởi vì bệnh học sẽ đưa em cái tiêu chuẩn để chuẩn đoán một cái bệnh nào đó. Sau đó từ những triệu chứng đấy em mới lật lại về quyển cơ sở nhá. Nhưng mà đến lúc em sợ, đến lúc mình đi thi thì có những cái người ta không hỏi trong phần bệnh học mà họ lại hỏi cơ sở. Thì những cái về cơ sở đấy, những cái người ta hỏi em ấy về cái triệu chứng ấy, thì suy cho cùng sẽ đều trong một bệnh nào đó mình dung ra không? Chứ không ai nói về một triệu chứng riêng lẻ cả. Triệu chứng luôn đi kèm với bệnh. Mà trong cái bệnh nào mà em nắm được cái triệu chứng đó rồi ấy, thì ít khi em sẽ rất ít khi quên cái triệu chứng đó nhá. Thế nên là gì, em học về bệnh học, sau đó quay lại những cái bệnh học đấy có triệu chứng gì, mình đọc lại quyển triệu chứng học ấy. Hình dung ra không? Có. Ok nhá. Còn hỏi gì nữa không? Hỏi gì nữa nào? Còn nhiều nhưng mà bây giờ quên hết rồi, chả biết hỏi gì. Có từ từ thôi nhá. Vâng. Ừ. Quan trọng của em ấy, bây giờ quan trọng nhất của em ấy là có cái quyết tâm. Bởi vì khi học nội trú này sẽ có một lúc, có những lúc mình rất là nản, bởi vì kiến thức quá nhiều, có thể học xong có thể quên. Nhưng mà có một cái quyết tâm để em vực lại tinh thần đấy nhá. Quan trọng nhất của bọn em là cái quyết tâm ấy. Được chưa? Kiểu bọn em ở trường ngoài thì không có nguồn tài liệu ôn để ôn. Tài liệu với bản thân anh, tài liệu không phải quá xa vời đâu. Tài liệu của em chỉ những sách giáo khoa thôi. Những cái quyển sách gọi là những cái quyển sách về chính thống của các trường, như đặc biệt trường Hà Nội, những bộ sách về nhi, về sản, về nội, tất cả về sinh lý, hóa sinh, giải phẫu, thì hầu hết nội dung thi sẽ quay quanh trong đó. Mình muốn phát triển cái gì cũng được, nhưng tất cả đều phải quay về chính sách quyển sách đấy nhá.
Nhưng mà ý em là kiểu mà lúc mình học là một kiểu, nhưng mà đến lúc mà mình làm đề trắc nghiệm thì nó lại là một kiểu khác, chứ không phải là mình làm sách và mình làm trắc nghiệm hết. Thế chứng tỏ là học chưa hiểu. Đúng rồi, thế chứng tỏ là em học bị thiếu rồi. Học chưa Bởi hiểu. vì ấy, suy cho cùng nhá, các thầy cô trường Anh ấy ra đề đều dựa trên những cái ý mà thầy cô viết, chẳng qua là gì thầy cô sẽ biến tấu thêm một chút liên quan đến lâm sàng thôi. Mình học mà chưa đủ hiểu ấy thì em đọc cái cảm thấy rất là lung, rất là mông lung, thế mình sẽ không làm được ngay. Em hình dung ra không, đơn thuần người ta sẽ đưa cho em tất cả những cái gì nguyên văn trong sách giáo khoa đưa ra làm trắc nghiệm mà phải biến tấu đi, được chưa? Thành những câu hỏi liên quan đến lâm sàng, những câu hỏi suy luận, chứ đâu đơn 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 thuần cho em chỉ là một câu hỏi sách giáo khoa mình viết để chọn đáp án ngay được, mình phải chọn được đúng không? Đôi khi nó phải suy luận từ những cái kiến thức, kết nối kiến thức lại với nhau em mới có thể luận được đáp án cơ nhá. Nên mình phải học hiểu, hiểu và suy luận được, không chỉ đơn thuần là mình đọc sách giáo khoa đọc thuộc lòng thôi không đủ, phải hiểu, phải biết suy luận, được chưa? Và kết hợp với một phần kiến thức lâm sàng mình đi nữa, bởi vì có cái kiến thức lâm sàng mà em có thể tích cóp được trong quá trình lâm sàng cũng khá là hữu ích nhá. Có nhiều cái em thấy ở mỗi viện một mỗi kiểu đi lâm sàng mỗi Những cái viện đó thì em không cần quan tâm, những cái em phải biết là cái chuẩn trong sách của mình trước, còn về việc biến tấu của các viện khác nhau có rất liên quan đến rất nhiều thứ nhá, mình không thể đề cập đến trong trong lúc này được nhá. Khi nào em đi ra em đi làm việc em sẽ hiểu về cái vấn đề đấy nhá. Còn cơ bản vẫn là những cái quyển sách gọi là những quyển textbook ấy, những quyển sách giáo khoa kinh điển nhá. Anh ơi cho em hỏi, anh có thể nói Em nói đi. vâng. Anh ơi em học Y4 nhá, em đang đi học sản, em muốn hỏi anh là em đang ôn sản ạ, thì em thấy là lý thuyết sản nó dễ hơn các môn khác, nhưng mà em thấy làm cây ạ, phần cây cây của sản nó kiểu nó khó ạ, thì ngày xưa anh học cây của sản anh học như nào ạ? Đấy, cái lâm sàng của bên sản gì thì thực Vâng. ra nhé, khi bọn em đi ấy, cái sản của mình thì luôn luôn chia làm hai cái là sản thường và sản bệnh, đúng không? Vâng ạ. Đấy, và cái bệnh lý về phụ khoa. Thế thì cái sản thường ấy thì chủ yếu là về cái đẻ thôi, đẻ thì nó ít khi đưa cái lâm sàng, em hình dung không? Nhưng còn cái Vâng. sản bệnh ấy thì từng cái thai kỳ, từng thời kỳ thai kỳ khác nhau ấy, nó sẽ có những cái gọi là cái biến, những cái cấp cứu riêng của thai sản nhé. Ví dụ như là gì, là sảy thai này, là gì, là da bong non này, vân vân đấy. Đấy là em hình dung không? Đấy, thì cây lâm sàng khi mà em đưa ra các triệu chứng như vậy ấy, thì em sẽ đều phải quy thuộc nó vào một cái nhóm bệnh nào đấy để mình chọn nhé. Chứ không đơn thuần là em hình dung đấy, em cái quyển sản của bọn em viết nhé, các bài sản này nó thường rất là ngắn đúng không? Lý thuyết đấy, trong cái sách giáo khoa mình viết rất là ngắn đúng không? Đúng không? Viết rất là ngắn, rất là sơ sài đúng không? Nên chính vì vậy cái quyển sản em phải tham khảo thêm ấy, là quyển sản Huế nhé. Biết quyển sách đấy không? Có em vẫn không nhận thẳng đấy nha, nhưng mà Đấy, cái quyển sản Huế đấy là một cái quyển mà nó nói triệu chứng rõ, như là kia mà bọn em hình dung này, bất kể một cái lâm sàng nào đưa cho bọn em ấy thì đặt ra câu hỏi của em đầu tiên ấy luôn luôn là gì, là bệnh nhân có tình trạng cấp cứu gì đe dọa tính mạng hay không, được chưa? Ví dụ như kiểu gì, với sản nhé, những chứng cấp cứu nặng của nó là gì, là gì, là da bong non đúng không, được chưa? Là những cái trường hợp như kiểu là gì, rau tiền đạo này mà có chảy máu này, đấy như là cấp cứu, hoặc là trường hợp sảy thai, được chưa? Đấy, hoặc thai lưu đấy, có những trường hợp mà em phải đưa cho tình trạng cấp cứu ấy, thì mình phải làm sao, mình phải đặt những trường hợp bệnh nhân con thuộc nhóm nào, và nhóm nào là nhóm phổ biến, ví dụ từng cái thời thai kỳ khác nhau ấy, thì nó có cái biến chứng cấp cứu khác nhau, nên em phải để những cái ở trong đầu, kết hợp cả đi lâm sàng nữa. Lâm sàng cũng là một cái mà mình phải đưa cái bên sản này này, nó kết hợp cả lâm sàng lẫn cả cái sách của bọn em ấy, kết hợp thêm vào, được chưa? Và cái quyển sản mà bọn em có thể làm ấy, có hai quyển sản là quyển sản 3.000 câu, em biết quyển sản 3.000 câu rồi đúng không? Cái thứ hai nữa là gì, là một cái quyển sản test 8 trường ấy. Ok, test 8 trường đấy cũng có thể để em hữu dụng để em làm nhá. Nhé, quan trọng là gì? Mình làm nhiều, mình phải va vấp nhiều thì mình mới có thể hình dung được cái đấy. Thì từng phần này khi nào có đến cái phần mà anh có thể sẽ chia sẻ với em riêng thì từng cây lâm sàng với một nhá. Nào, còn ai hỏi nữa không? Có phải bật bật micro nói cho nó dễ nhé. Anh ơi, thế Y3 thì nên bắt đầu học từ như thế nào ạ? À? Để ôn thi ạ? À?
Y3 thì bọn em bắt đầu học về cơ sở rồi đúng không? Dạ Học về vâng, triệu độ triệu chứng học cơ sở đấy. Thì quan trọng của bọn em ấy là khi Y3 đã đi bắt đầu học thì tốt nhất là nắm chắc về triệu chứng trước đã. Còn bệnh học em có thể tham khảo nhé. Với Y3 khi mới đi như này này, học về triệu chứng trước, nắm được các triệu chứng. Ví dụ như ít nhất khi bọn em đi lâm sàng cũng phải nghe được tiếng răng nổ là gì. Hình dung ra không? Răng ẩm như thế nào? Tiếng thổi ở tim như thế nào? Tiếng rung như thế nào? Tại sao mà nó có hai thuật ngữ là rung và thổi nhá. Mình học như vậy trước đã, xong khi mình học bệnh học mình sẽ đọc lại triệu chứng đấy, mình sẽ hiểu dần dần hơn, liên kết với nó các môn, với các môn của môn sinh lý ấy, thì em sẽ hiểu hơn nhá. Dạ. Ừ. Nào em hỏi tiếp đi. Anh ơi. Ừ em nói đi. À, cái kỳ thi nội trú với kỳ thi chuyên khoa nó khác gì nhau anh? Phần hành chính em ạ. Nó khác nhau ở chỗ là cái đấy em phải tự hiểu. Nó hai hệ nó khác nhau em ạ. Tức là em hiểu nội trú nó chỉ được, tức là chỉ được thi khi mà em ra trường nhá, thì em phải thi luôn. Còn chuyên khoa thì kể em già em thi vẫn được. Còn vấn đề em đi làm chán thì sao em thi được. Nó chỉ thi một lần trong đời thôi nhá. Nói thế là hiểu rồi đúng không? Nhá. Dạ. Ờ, cái đấy nó cũng dễ tìm kiếm, em search Google cái ra ra em ạ. Đúng rồi, cái đấy dễ lắm em ạ. Nhá, thì cố gắng để anh chia sẻ mọi người những cái thông tin nó hay hay cho mọi người hơn thì mọi người được nhiều hơn đấy. Nhá. Ừ. Thì có mấy bạn này, thì có mấy bạn nhá. Thì bạn ấy nhắn tin này. Bạn ấy nhắn tin cho anh. Đấy bạn hỏi là anh ơi em đọc bệnh học nội khoa mà bài đái đường em chẳng hiểu cái thuốc metformin đấy, cái thuốc metformin min nó lại gây toan lactic ở thế mà lại chống chỉ định mà xin lỗi nó thận trọng dùng trên những bệnh nhân bị COPD đúng không, COPD đúng không. Đấy em đọc cái đoạn đấy mà em không hiểu nó ra là làm sao cả, thì toan lactic thì liên quan liền đến COPD. COPD là bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính, tăng CO2 toan, tăng CO2 máu, đây là toan lactic. Thì em cũng không hiểu thì anh giải thích cho em cái đấy. Thế là hôm đấy thì giải thích cho bạn ấy. Ừ thì bây giờ em đã học Y2 chưa, em học bài năng lượng sinh học chưa, bảo là em học rồi anh ạ. Ngày xưa em thi hóa sinh em còn được 9,2 mà đấy, mà rõ ràng một bạn ấy cũng khá là chăm nhá, và khá là chăm luôn, mà dạng cũng là dạng kiểu cầy sách cũng nổi tiếng ấy. Đấy, học bài hóa sinh năng lượng sinh học chưa? Còn thế ngày xưa học cái gì? Đấy, tại sao mà lại không biết cái điều đấy? Dùng metformin tại sao lại không biết là gây toan lactic? Vì sao? Bây giờ sau anh hướng dẫn bạn ấy đọc lại nhá. Em đọc lại này. Em đọc lại về chu trình Krebs, em đọc lại về con đường đường phân, em đọc lại về các cái kênh vận chuyển đường, em đọc lại về các quá trình chuyển pyruvate thành acetin CoA, em đọc lại về chuỗi vận chuyển điện tử đúng không? Đấy. Nhá. Rồi. Đấy, thì anh gợi ý bạn đọc lại và bạn ấy đọc được, đúng không? Học qua bài khí máu động mạch thì cũng hiểu cái điều đấy, hiểu là gì đúng không? Nhá. Yeah. Đấy nên là anh nhắc này. Nhá, yeah. Một cái điều nữa trong cái quá trình vẫn là ba chữ nhá. Học hiểu, học thông minh, học nhiều lần là gì? Đấy. Đọc sách phải hỏi, giải thích câu hỏi là tại sao lại thế? Bởi cái gì có nguyên nhân hết, tại sao, đúng không? Đấy, cái gì nguyên nhân hết, tại sao phải sẽ dùng các môn cơ sở mình giải thích. Em hiểu ạ? Nhá, hiểu không? Đấy. Và lĩnh này ngày xưa anh rất là ấn tượng cái cu này. Rất ấn tượng cu này. Nhá. Đấy. Và thực sự thì anh muốn, anh thấy lĩnh thì nó rất khá, anh muốn nó là người đỗ cao hơn cơ nhá. Thì tất nhiên là có những cái hạn chế mình đã cố gắng khắc phục được hết mọi cái hạn chế rồi, nhưng mà không thể hết được vì thực sự là nó có rất nhiều hạn chế nhá. Rất nhiều hạn chế, các em đấy thì điều kiện thì cũng xa xôi ấy nhá, và nói thật là cũng rất là khó khăn rất là xa xôi, nhưng mà thế này là tuyệt vời rồi, nói thật không gì tuyệt vời hơn nhá. Và
cô này tính của nó thì cũng rất là ok, rất là kiên nhẫn. Quan trọng là nó đâu có độ lì đấy nhá, quan trọng là nó có độ lì. Và anh nói luôn nhá, không lì thì không làm được cái gì đâu. Em không quyết tâm, em không lì được thì em không làm được cái gì cả đấy. Và lĩnh thì học các anh thì từ hồi năm, thì năm ngày xưa thì bọn anh có cái phòng bé bé thôi, cái phòng bé bé thôi thì cho mọi người đến đấy mọi người học. Ngày thì cũng là gọi là cái gọi là chia sẻ mọi người là bảo, tại tự nhiên tại sao anh lại dạy bọn em, đúng không? Cái ngày xưa cái cơ duyên nào dạy bọn em thì cũng phải chia sẻ các bạn là ngày xưa ấy thì thực ra cái khóa của anh thì cũng rất đặc biệt. Anh ở Hội Đồng Hương Phú Thọ thì rất đặc biệt là có một cái người anh hơn anh một khóa thì nội trú hồi sức đấy. Anh người anh rất là ngưỡng mộ của bọn anh luôn thời đấy, thì anh ấy có chia sẻ các cái kinh nghiệm ôn thi các thứ cho mọi người đấy. Thế là bao nhiêu năm rồi mà tự nhiên là người Phú Thọ đã đỗ nội trú rất là ít đấy. Thế xong là sau buổi chia sẻ đấy thì tự nhiên anh em thấy ôn thi các thứ rồi máu lửa các thứ rồi, ôn ngày ôn đêm. Thế là cái khóa anh đấy rất nhiều anh chị đỗ cao đấy, đỗ đến là trên 15 người đấy. Đấy thì rất là con số rất là tuyệt vời, gấp mấy lần các năm trước đấy. Thì nên là nó em hiểu là nó thành cái phong trào và bọn anh thì tạo ra cái phong trào cho các em ở khóa sau đấy. Thế thì ngày xưa có dạy các em ở trong Hội Đồng Hương hay xong mọi người thích theo mọi người xong ra lại bảo mọi người đến học đúng không? Đấy thì ngày xưa thì cũng có cái thời điểm có thời điểm thì ngày xưa có thời điểm anh Thành ngày xưa có thời điểm anh Thành dạy sinh lý mà một cái phòng bé 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 tí tí thôi, phòng nó mười mấy mét vuông, hôm nào anh chiếu bọn em xem các em đứng ngồi gọi là khắp chỗ luôn nhá, thậm chí em không có chỗ ngồi mà đấy. Thì em hiểu là các bạn thích học đến mức độ như thế nào đúng không, và khắc phục của mọi điều kiện cho mình. Bây giờ mình có nhiều cách học đúng không, mình có thể học hoặc là mình tự đọc sách hoặc mình xem trên YouTube hoặc là mình nhờ người có người hướng dẫn đấy. Và nhắc lại cái cách học tốt nhất vẫn là tự học nhé, dù như thế nào nữa thì cái cách học tốt nhất vẫn là tự học. Và khi các em tự học được thì các em hoàn toàn có thể học được nhá, hoàn toàn có thể phấn đấu đi lên đúng không đấy nhá. Thế nào là học thông minh? Học một trong những cách học thông minh đấy, học liên hệ. Cứ xem video trên YouTube của anh thì sẽ hiểu, cứ xem video trên YouTube anh sẽ hiểu được, cảm nhận cái kiến thức của anh nó như các môn nó sẽ như thế nào, nó phối hợp với nhau như thế nào, được chưa? Đấy ok nhá. Thì nói thật thì anh thì cũng là người may mắn đấy, các anh thì cũng là người may mắn thì cũng được tiếp xúc với anh khác có cái tư tưởng và tiến bộ. Và cái thứ hai nữa là những anh khác thấy rất giỏi đấy, nên là mình tiếp xúc xong thì mình thấy cảm giác thấy bản thân mình tự tin lắm, rất là tự tin đúng không đấy. Thì nói chung là Lĩnh thì chỉ là một em thôi nhá. Đấy ngày xưa này đấy, ngày xưa cái thời mà 2018 nhá, bọn anh là 27, ngày xưa là 28 này, đây này đấy 28 nhá, là được chưa đấy. Thì ngày xưa cái team của anh này đây đây đấy đây này, nếu mà nhìn nhìn cái team năm đấy đúng không, có thể Lĩnh thì thi năm 2019 thì 2018 đã đi học anh. Nếu mà các bạn nhìn xa này, xa xa có thể thấy bóng dáng cậu ở đâu đây đúng không? Đấy có thể thấy bóng dáng cậu ở đâu đây, cái lớp cuối cùng của anh đây. Và trong lớp này thì có một anh đỗ top 1 của nội, đứng đầu tiên trong nội chú nội là em của anh nhá, tuyệt vời đúng không nhá. Thì đây thì thực ra thì bọn anh là hai các anh thì còn 2 năm đấy, thì cũng phải hôm nay chia sẻ mọi người thì cái lớp kỷ niệm bọn anh thì cái lớp những cái lớp như này nó gắn với kỷ niệm bọn anh thì cái năm đấy cũng tuyệt vời luôn đấy. Thì cái năm đầu tiên là các anh ôn thi đúng không, thì có rất nhiều em đấy, cái năm đầu tiên anh ôn thi nhá, tuyệt vời luôn. Có Hồng đứng 38 này, Quỳnh đấy, Tĩnh, có Tĩnh với Minh thì là anh em trong hội đồng hương của anh. Có cái Mai Lan, Mai Lan thì Mai Lan học của nội trú ung thư với anh Thành khóa 43 đấy, cũng rất là tuyệt vời. Thì có cái hay là này này đấy, có cái Mai Lan lại học cùng một em nữa, tức là hai người cách nhau 1 năm
học Mai Lan này, xong rồi dự khóa sau này có một chị nữa đấy. À, đấy thì hai chị học cùng cùng một lớp, tức là Y5 Y6 lại học cùng một lớp với nhau. Thế thế về thế năm sau thì cái Hà thì lại đỗ cao hơn cái Mai Lan đấy, là nội trú của Vinmec nhá. Và quan trọng để các em đấy mới hiểu là cái khả năng em khi mà bị cái động, tức là bị một cái thôi thúc, và quan trọng là đánh thức cái khả năng của các em đấy thì tuyệt vời luôn nhá. Đấy, ngoài ra thì có rất nhiều các em khác đằng sau nữa này, và cũng có nhiều em quân y, rất nhiều em Thái Bình, Thái Nguyên đấy, chủ yếu những em như thế nhá. Đấy thì các Hải Phòng nữa, đúng không? Đấy thì từ miền Trung đổ ra mà đấy nhá. Và ngày xưa thì cũng không biết nhiều bạn, tại vì chủ yếu là những cái người mà các anh dạy ấy, thì qua những cái người mà giới thiệu cho nhau ấy, thì mọi người thấy hay, mọi người thích thì mọi người học thôi. Và quan điểm các anh thì cũng rất là đơn giản, là ai thích, đúng không? Ai thích thì đến học với mình thôi, thì nó là cái sự thoải mái, đúng không? Đấy nhá, cái sự thoải mái thôi. Thì rất là vui cái năm 2018 là năm, và cái năm vừa rồi nội trú 4 ấy thì rất nhiều anh, nói thật cũng không đếm xuể luôn. Thì hôm nào thì anh sẽ buổi chia sẻ cái review lại cho các em, để mà thấy rằng là những cái động lực của các em nó thay đổi, thì nó sẽ đẩy các em lên cái, nói chung là nói là nôm na là cái tầm cao nhá, nó tầm cao mới, được chưa? Đấy, và quan trọng là gì, mình cứ mất phương hướng là mình đi, nó tóm lại là mình đi nó rất là vất vả, rất là vất vả. Và cái thứ hai là cách học mình nó chưa đúng, cách học mình nó chưa đúng thì mình cần phải điều chỉnh lại, đúng không? Mình cần phải điều chỉnh lại để mình tốt hơn, thế thôi nhá, được chưa? Còn học nhiều cũng là chưa đủ đâu em ạ nhá, được chưa? Một trong những cái học thông minh là học phải liên hệ nhá, học liên hệ ra. Có thể em viết rất là ít, em viết rất là ít, nhưng mà em viết những cái này, anh nói này, viết những cái mà nó liên quan đến nhau, nhớ nhá, được chưa? Còn tất cả những thứ mà em học theo kiểu tự luận, gạch đầu dòng nó không nhớ được đâu, được chưa? Không nhớ được đâu. Ví dụ như là này này, đúng không? Đấy, ví dụ như là các em mở, đúng không? Các em mở sách ra, em chuẩn đoán một cái tiêu chuẩn Ramson, chuẩn đoán viêm tụy cấp chẳng hạn, đúng không? Nên bây giờ đặt hỏi là tại sao đường máu tăng, đúng không? Đấy nhá, tại sao PAOI giảm, đúng không? Đấy là mức độ nặng, được chưa? Tại sao bạch cầu lại tăng, được chưa? Tại sao hematocrit lại giảm, đúng không? Bởi vì viêm tụy cấp là mất dịch mà, đúng không? Mất dịch thì hematocrit thì phải tăng. Thế mà mức độ, tức là càng mất nhiều dịch thì càng nặng, đúng không? Thì tiêu chuẩn Ramson chấm nhá thì lại thấy rằng là hematocrit giảm. Đấy thì tại sao lại giảm mà lại là nặng, đúng không? Giảm thì chứng tỏ mất ít dịch thì phải tăng chứ, đúng không? Anh nói ví dụ cái đấy, như vậy mình hiểu được vấn đề chưa? Viêm tụy cấp tại sao lại mất dịch? Đấy, công thức truyền dịch đã như thế nào? Đấy, phải nhớ, đúng không? Truyền dịch theo đường nào? Đấy, làm sao mà biết truyền dịch đủ, là những cái câu mà các bạn hay hỏi. Mình nhá, anh nhắc lại này, các bạn sinh viên nhá, chỉ cần học những cái thật sự đơn giản thôi. Nhớ chưa? Đừng phức tạp hóa mọi vấn đề làm gì nhá. Đừng cố đào sâu một cái bệnh nào đó xong rồi cứ miên man đi đọc guideline các thứ hướng dẫn, bởi vì guideline nó thay đổi từng ngày mà. Quan trọng vẫn là những kiến thức cơ bản nền tảng này, xong mình phối hợp các môn với nhau, mình giải thích được nó, được chưa? Mình giải thích là tại sao lại thế, xong bắt đầu sau này mình chuyên khoa sâu, mình học các thêm các cái guideline, được chưa? Đừng quá là xa đà, mà em cố gắng em học đều tất cả các môn cho anh, học đều nội nhá, đều ngoại nhá, đọc sản nhá, học đều về nhi, được chưa? Học lại về giải phẫu nhá, học lại về giải phẫu, học về sinh lý, học lại về hóa sinh, đúng không? Đấy, học lại về hóa sinh nhá, ví dụ là như thế. Ví dụ nhá, ví dụ như là anh, ví dụ là chẳng hạn như là này thôi nhá, sau khi xem video này, tất nhiên là các em sau khi xem video này thì anh sẽ cố gắng anh up, đúng không? Đấy, anh up load lên kênh cho mọi người xem. Mọi người có nhìn thấy màn hình của anh nhỉ? Anh sẽ upload cái kênh của anh cho mọi người xem, thì để mọi người nghe lại mà hiểu. Vì mọi người, anh biết là mọi người kiến thức nó còn ít đấy, mọi người chưa hiểu đâu, nhưng mà mình cứ nghe dần mình hiểu. Ví dụ là này nhá, ví dụ là này này,
Bây giờ động mạch mạc treo tràng nó có mấy cái? Mấy cái động mạch mạc treo tràng? Có cái trên và cái gì? Mạc treo tràng trên và mạc treo. Đúng rồi, thế bây giờ một trong những chẩn đoán phân biệt của viêm tụy cấp đấy là tắc động mạch mạc treo, đúng không? Thế bây giờ nguy cơ là tắc mạch nào, mạc treo tràng trên hay mạc treo tràng dưới? Đáp án A, mạc treo tràng trên, đáp án B, mạc treo tràng dưới. Chọn cái nào? Ôi, dưới, như vậy là sai rồi. Em y mấy? Y1 được chưa? Đúng rồi, tại vì em khi mà em Y1 nhá, học hai cái mạch đấy nhưng mà lại chả hiểu là sau này ứng dụng cái gì. Đấy, nên là học nó sẽ không nhớ được. Và tại sao mà lại nhớ được? Đấy, và khi bác sĩ chẩn đoán hình ảnh các bạn nhìn là sẽ tập trung nhìn là mạc treo tràng trên hay là mạc treo tràng dưới. Thì đấy là nó là cả kiến thức nền tảng về giải phẫu bệnh học. Động mạch mạc treo tràng trên nó có nhánh cấp máu cho vùng thân tụy không? Có không? Mấy anh hỏi em hồi Y1 biết không? Có không? em chưa được học về đấy nhỉ Ừ, thế thì phải dở sách em ra chỉ đọc học nhá. ba Được, ở đây có AI6 không? Có AI6 không? AI6 bây giờ bận đúng không? Bận ôn thi đúng không? Đấy, có AI6 mạnh dạn cứ giơ tay lên nào. Đấy, thì có một cái cách học trong bệnh học để học ngược. Được chưa? Mình học đi từ ca bệnh xong đó mình cứ học cái lâm sàng cơ sở mình giải thích lại. Ok. Nha. Ok, easy vô tư luôn. Để mà cơ bản thì thừa sức nói cho các bạn. thì Chuyên khó sâu thì không đủ tầm, nói thật là nó là khó. Đối với kể cả các bác sĩ không phải chuyên khoa tim mạch. Nhưng mà để mà cơ bản thì sẽ dạy được mọi người. Đó. Có em ạ, không không phải là thi hết nhá. Đấy. Nhá, thì mình vừa làm test, mình vừa luyện đề và mình phải ôn vừa ôn thi, được chưa? Thì mình mới nhớ được. Quan trọng phải kiếm được những cái bộ đề hay, nhớ chưa? Giống như ở mình làm những cái đề nó dễ quá, ví dụ cứ bây giờ cứ chọn bây giờ cho chọn acid amin, lysine, arginine, cái này là gì? Cái này phải citrulline hay không? Nhìn công thức, ví dụ cái test ấy làm gì nhiều, đúng không? Rồi chu trình grep là chu trình là bắt buộc phải nhớ tất cả những cái chất trong chu trình grep, đúng không? Đúng không? Thì mình phải nhớ hết tất cả các cái chất và tất cả những enzyme. Ví dụ như cái bước nào mà tạo ra GTP, men, thiokina, thứ mình phải nhớ, đúng không? Xúc từ succinin CoA chuyển thành succinat, ví dụ là thế, đúng không? Rồi có 8 phản ứng enzyme nào số 1, nhá, citrat, sintaza, đấy, ví dụ mã hiệu là gì? Đúng không? 2711, đấy, ví dụ đấy. Đúng 2711 nhỉ? Là phải là 4137 đúng không? Còn 2711 là hexokina đấy, mình phải nhớ những cái kiến thức như thế thì mình đi thi mình sẽ ngon lành được, đúng không? Đấy, rồi là chu trình ure, kem có biết chu trình ure không? Ở đây có biết ai biết chu trình ure không? Kem nói đi, nói cho dễ dễ nghe. Ai biết chu trình ure không? Nghe chưa? Đã nghe thấy chu trình ure Ure chưa? chưa? Ví dụ thế, trong sách hóa dinh ấy. Tiền mà nghe đã nghe nghe chưa? Ừ, nghe chưa? Đúng rồi, đọc rất hay thắc mắc. Vấn đề là thắc mắc lại hỏi hỏi đúng vào cái đi viện, ví dụ đi viện này hỏi đúng với cái ông bảo là kem đọc đã đọc sách chưa? Đã đọc sách chưa Đúng mà rồi. trả lời, đúng không? Về đọc sách đi, không mai trả lời nhé. Đúng không? Anh mà anh biết ấy, anh trả lời luôn. Anh chả có lòng vòng gì cả, cái gì không biết anh bảo không biết, cái gì biết anh nói luôn cho nhanh nhá. Đấy, đối với sinh viên anh là thế, đúng không? Đấy, ví dụ là ure, chu trình ure đúng không, thì nó chỉ diễn giải gan đấy, đúng không? Thế khi mà trong các cái hôn mê gan hoặc hội chứng não gan ấy, thì gan nó không chuyển hóa được NH3 đúng không? NH3 nó không không đi vào, nó chuyển hóa thành các ba mô phốt phát được, đúng không? Thì cái ure, cái NH3 máu nó sẽ tăng lên, đúng không? NH3 máu sẽ tăng lên và nó là cũng là cái chất chỉ điểm nhá. Nó là cái chất chỉ điểm nhá. Đấy, thì một trong những cái ví dụ như thế thì mình khi mà trong những cái hội chứng não gan ấy, mình sẽ thụt bằng lavulac ấy, để mình giảm cái NH3 đấy hoặc mình nối tít nối thông cửa chủ, đúng không? Đấy. Như vậy ví dụ nối thông cửa chủ, ví dụ nối thông cửa chủ đấy thì mình nối như nào?
nhá, mình nối thẳng tĩnh mạch cửa với tĩnh mạch chủ à, hay là nối kiểu gì, đúng không? Đấy, bởi vì khi mà nối thẳng từ tĩnh mạch cửa đến tĩnh mạch chủ thì chắc chắn là chết, đúng không? Nối thẳng trực tiếp từ hai cái tĩnh mạch to thế là chắc chắn là chết luôn. Vậy người ta phải nối kiểu gì? Đấy, lại phải dở lại giải phẫu ra, ở tĩnh mạch cửa là gì, tĩnh mạch chủ là gì, đấy mình phải xem lại. Thì đây ví dụ như là cái cách hồng ngược thì nó là như thế, đúng không? Đấy, ví dụ là khoảng độ 75% máu cung cấp cho gan là từ tĩnh mạch cửa, ví dụ là thế, đúng không? Đấy, được chưa? Được chưa? Đấy nhá. Thì đấy thì có cái động lực cho các em, mình ví dụ một cái thôi, đúng không? Tuyệt vời luôn, đúng không? Quyền Nguyễn này, CO2, NH3, đúng không? Các ba môin phốt phát, đúng không? Đấy, men đấy là synthesa 1 nhé. Phản ứng này cần 2 ATP, được chưa? Nhá. Đấy, ví dụ đấy cho anh em hiểu là phải học như thế nào nhá. Trong này có mấy bạn cũng tuyệt vời đấy nhá, có mấy cao thủ đấy, đúng không? Thì đây là cái lớp mà ngày xưa nó thật là cái lớp 43, ngày xưa nó là cái động lực, động lực cho bọn anh. Thì trong này có một vài nhân tố rất đặc biệt đấy. Xa xa đây thì các em có thể nhìn ở đây, xa xa đây có thể thấy anh nội chú 4, anh Vương Hoàng Long. Vâng, Long thì nó là một người em khá thân thiết, nó học cũng học từ hồi năm học với lớp với Lĩnh, đúng không? Vương Hoàng Long với Đức Anh đấy, đấy Thảo, Duy, anh Duy nội chú giải phẫu, đúng không? Anh Thành số 1 của nội học quân y đấy, mấy anh đấy, cũng rất là giỏi, rất là tuyệt vời luôn. Mấy đồng chí này nhá, nội chú nội, nội chú ung thư, nội chú chẩn đoán hình ảnh, nội chú ngoại, nội chú tim mạch đấy nhá. Và trong này có một nhân tố rất đặc biệt nhá. Thì khi nào mà tầm độ bao giờ có kết quả của năm nay ấy, thì nếu mà các bạn xem lại video này sẽ nói cho bạn cái nhân tố đặc biệt đấy là gì, được chưa? Nên bí mật nhá, được chưa? Một nhân tố rất đặc biệt, được chưa? Anh sẽ nói cho bạn một điều bất ngờ. Nếu mà sẽ cái thời điểm này là tháng 4 thì thôi, khi nào xem lại video chắc là sau cái ngày mùng 9 tháng 9 thì anh sẽ lại làm một video, anh sẽ nói lại cho bạn xem hai video này bạn biết nhá. Đấy, được chưa? Và có cái năm đấy thì cũng rất là vui. Thì năm đấy thì anh với anh Thành thì có có được một người em, bây giờ nó học bên Nhật, nó học nội chú răng hàm mặt đấy. Thì nó thi khác cái hệ đa khoa, nó thi môn cơ sở, thì mình làm cho em ấy nó tự tin hơn về cơ sở là nó là ok, là đánh đổ được tất cả thôi mà nhá. Đấy đấy, thì mọi người có thể vào cái kênh này của anh này, các bạn xem một số bài giảng ở đây nhá. Bài giảng ở đây thì bài giảng anh giới thiệu cho mọi người các mấy bài giảng đây, các bạn có thể xem được chưa. Đấy, và kênh, đúng không? Cái kênh này thì cũng mới lập thôi, đúng không? Thì cũng khoảng độ 6.300 người theo dõi. Các em có thể vào đây nhé, trang chủ của anh. Các bạn có vấn đề gì về thắc mắc ôn thi hay học online thì các bạn có thể đăng ký vào cái hộp thư này, nhờ anh rảnh thì anh sẽ ghép lại nhá. Đấy, và để mà bạn hiểu là gì, đấy, cái động lực, cái cảm hứng nó vẫn là cái quan trọng nhất. Đấy, ví dụ nhá, ví dụ vài cái cho bạn hiểu nhá. Ví dụ cái cây này nhá, một cây nhá, trẻ đại 14 tuổi nhá, đại được tim 1 nhá, được chưa? Câu này các bạn chọn là pH là bao nhiêu? Đấy, ví dụ thế nhá, chọn thử đi. Đấy, đấy. Mùi tao thối là do gì? Ví dụ thế nhá. Đấy, cho các bạn làm cái thử một cây luôn, đúng không? Đấy, đái nó đường bây giờ có mấy tuyếp, cơ bản là có mấy tuyếp, chia thành tuyếp 1 và tuyếp 2, đúng không? Đấy, thì đái tháo đường đấy, các cái tiêu chuẩn, các cái biến chứng, đúng không? Và khí máu toan như thế nào, đúng không? Đái đường tuyếp 1 ấy thường là toan nhiễm toan ceton, đúng không? Hôn mê nhiễm toan ceton. Và đái đường tuyếp 2 ấy thì sao? Thì liên quan đến hôn mê, tăng lên thẩm thấu, đúng không? Với cái đái tuyếp 1 trẻ như này vào khí máu động mạch ấy, như thế nào? 6775 có đúng không? Ok nhá. Đấy, thì các bạn chọn đi, các bạn chọn đi nhá. Câu này chọn đáp án B 7715 nhá. Được chưa? Và khó thở liên tăng thông khí liên quan đến cái pH máu, và mùi táo thối là do
cái quá trình chuyển hóa thành acetone, được chưa? Đấy, ví dụ là như thế. Rồi tiếp theo nhá. Đấy. Ví dụ một cái cây đấy để cho các bạn hiểu, được chưa? Đấy. Thì các bạn phải học kỹ đến cái mức ở từng cái quá trình mà chuyển hóa các cái thể acetone như thế nào. Thì các bạn cố gắng bạn học kỹ cho anh nhá. Đấy, như vậy là làm sao bạn nhớ được hết cái tên này thì nó sẽ có bí quyết học hóa sinh, được chưa? Đấy. Bí quyết học hóa sinh. Thì để mà những cái cơ bản những cái hóa sinh, cái gì quan trọng trong cái chu trình, những con đường nào quan trọng hóa sinh ấy, thì các bạn để anh Thành sẽ nói cho bạn một số cái về cái đấy nhá. Đấy, ví dụ là con đường đường phân đi. Đấy, thì nói cho bạn về ví dụ vài cái quan trọng nhá, để các bạn mường tượng được các thứ các bạn việc phải làm như thế nào, được chưa? Đấy, về con đường đường phân thì bọn em phải nhớ này, có một số cái thứ quan trọng phải nhớ nhá. Một là gì, đường phân này nó có mấy phản ứng đấy, rất quan trọng. Cái thứ hai là gì, phản ứng này chia làm mấy giai đoạn, có mấy phản ứng. Thứ ba nữa là gì, có bao nhiêu phản ứng mà mình không thể đảo ngược, là những phản ứng nó ở vị trí số bao nhiêu. Đấy, đấy là những cái mà em sẽ phải học. Nghĩa là học gì, nhìn với chu trình, một cái chu trình như vậy. Con đường đường phân thì đa số đều có thể đảo ngược được. Tuy nhiên có một số, có ba phản ứng là gì, là mình không đảo ngược lại được. Đấy, những cái đấy em phải nhớ những phản ứng nào, được chưa? Thứ hai nữa là gì, những cái phản ứng nào trong con đường đường phân mà tạo ra được ATP, được chưa? Đấy, đấy là những cái mà em sẽ phải làm gì, sẽ phải lưu ý trong từng con đường một, cái từng cái chu trình một về hóa sinh căn bản. Khi mà hỏi thi của em cũng sẽ chỉ xoay quanh những cái đó là chủ yếu. Hay tương tự về các con đường về chu trình ure, hay là về con đường chuyển hóa axit amin, chuyển hóa nhân purin pyridin, cũng tương tự như vậy nhá. Ok, các bạn có hình dung ra không? Những các bạn đang ôn thi ấy. Đấy, bạn này nói đúng rồi đấy. Bạn Đức à? Ok, chính xác rồi đấy. Phải 1, 3, 10. Nào, tiếp đi bọn em. Đấy, khi em học mình chú ý những điểm nhấn mạnh ấy. Có nghĩa là gì, những cái điểm nào mà nó gì đây, nó khác biệt. Xong khi mà em cảm nhận khác biệt thì đa số là những cái phần mà sẽ bị sao, sẽ bị hỏi thi khá là nhiều. Được chưa? Hãy tự hiểu về cái lâm sàng thông đưa cho bọn em nhé. Cũng là toàn tại sao không chọn đáp án là 6,75. Có ai ý kiến gì không? 6,75 chết rồi. Chuẩn. Nên không chọn được 3 đấy được nhé. Ok chưa? Nào em có thêm gì không? Hỏi thêm gì không? Thì thường thường bọn anh nếu đăng ký học thì thường thường có một khóa học gì đấy bọn anh đều đăng lên để mình có thể join vào mà. Rồi, thì một cái phần cuối cùng nhá, thì anh muốn nói các bạn này, thế thì thực ra cũng nhiều bạn này nhắn tin hỏi anh suốt ngày cái này, được chưa? Thì các bạn có thể nhìn đến đây nhá, chào tất cả các bạn. Thì các bạn có thể nhìn đấy nhá, thì có một cái thực tại anh có viết làm một cái quyển sách, đúng không, một cái quyển sách để cho các bạn ôn thi ấy, các bạn ôn thi nó hiệu quả hơn ấy. Yeah. Đấy, à xin lỗi, còn thôi được rồi, để không có khác anh sẽ nói cho. Còn cái mẹo nữa thì hóa sinh. Đấy. Thì canh thì có viết đây, có viết một cái, các bạn nhiều bạn không có nhiều bạn nhắn tin hỏi anh cái này lắm này, cái quyển sách này này, đây này, cái quyển sách 100 kinh nghiệm ôn thi này đấy, thì canh bao giờ ra được
Đấy, thì nói thật các bạn thì làm thì cũng làm xong rồi, đúng không? Nhưng mà thực sự thì thực sự thì cái quyển sách này thì thực ra thì viết thì với mong muốn là mong mọi người tốt hơn và mọi người làm cái phong trào thôi. Đấy, và cái thứ nhất, cái thứ hai là dịch bệnh thì cũng chưa in ra được, tại vì kiểu in người ta đóng cửa. Đấy, cái thứ ba đấy là nói thật là mình là mình người mình muốn giúp cộng đồng. Đấy, mình muốn giúp cộng đồng mà các em phải hiểu là mình giúp cộng đồng mà cái cộng đồng mạng, đúng không? Cái cộng đồng mạng thì nói thật là nó có nhiều cái tích cực, nhiều cái tích cực hơn là cái tiêu cực, đúng không? Nhiều cái tích cực hơn là cái tiêu cực, mình muốn lan tỏa đến mọi người đấy. Nhưng mà mình có cái cách mình lan tỏa mọi người như nào cho nó hợp lý đấy. Thì để mà thực ra thì nói là bây giờ bỏ cho mọi người một cái quyển sách bắt mọi người đọc thì nó rất là khó đấy. Như vậy là như vậy là cái quyển sách này nhá, cái quyển sách này anh sẽ cố gắng nhá. Quyển sách này anh sẽ cố gắng, anh sẽ chuyển đến các bạn sớm nhất, anh hứa anh sẽ chuyển đến các bạn sớm nhất có thể bằng cách nào đó mà để nó chuyển đến tay cho các bạn được, được chưa? Còn thực sự thì cái quyển sách rất là quý luôn nhá, cái quyển sách rất là quý mà nó mất nhiều thời gian, nó mất nhiều thời gian cho bạn nhận được nhiều giá trị hơn là các bạn nghĩ. Anh chỉ nói một đơn giản vậy thôi. Còn cái Facebook rồi là cái YouTube thì nó là cái cộng đồng mạng, mình sống trong một cái cộng đồng, em hiểu không nhá? Những cái anh nói đấy, học thì có ba cái: học hiểu, học thông minh và học nhiều lần nhá. Và mình sống trong một cái cộng đồng YouTube, mình giúp được nhiều người nhất nhá. Nhưng mà sao, như em biết rồi đấy, cộng đồng YouTube rồi Facebook nó có rất nhiều cái mặt tiêu cực của nó, được chưa? Đấy, nên là trước hết là gì, trước hết bản thân mình phải tốt đã, mình phải giúp được nhiều người được, và anh muốn là thành lập một cái phong trào đấy sẽ giúp được mọi người nhiều hơn đấy. Anh nói thế là mọi người hiểu rồi đúng không? Đấy, nên là bằng cách nào đó thì anh sẽ chuyển đến cho mọi người, và anh sẽ chỉ chuyển đến những người mà muốn học nhá, muốn thay đổi thế thôi. Còn những người mà ì rồi là thì nó sẽ không có cái gì đó, nó không giúp được các bạn, được chưa, hiểu vấn đề chưa? Đấy, nếu mà các bạn muốn ôn thi nội trú hay là muốn đỗ các thứ nó giống như con đường các anh ấy, thì anh sẽ cố gắng anh giúp các bạn. Đấy, các bạn có thể cách học các bạn tự học được là tốt nhất, hoặc là hướng dẫn cho các bạn một chút thôi, các hướng dẫn các bạn chút chút. Và các bạn khi mà các bạn bảo là em vững kiến thức rồi thì cái mong muốn lớn nhất là gì? Mong muốn lớn nhất các bạn là không phải học các anh nữa, thế thôi. Và các bạn chứng tỏ lúc đấy là các bạn là đã là khá là cứng rồi nhá. Link page y học online thì em có thể đánh ở YouTube, à Facebook nó ra ngay mà, nó sẽ hiện lên đầu tiên em ạ nhá. Đây em đánh này, ôn đi nội chú chấm Nguyễn Huy Thông sẽ ra, được chưa? Cái anh sẽ đăng các cái khóa học các thứ ở trên đấy cho các bạn, được chưa? Đấy, thì tạm thời thì có các cái môn giải phẫu, sinh lý hóa sinh, nội nhi đã nhá. Vì anh bận lắm, nói thật với các bạn là bận tối mặt sấp mặt luôn, một ngày không thể nào trả lời được 100 cái tin nhắn của bạn được. Như hôm nay 100 cái tin nhắn nhắn đến anh bị cái Messenger anh là nó ngập tin, em hiểu, nó ngập tin, nên các bạn thỉnh thoảng anh không trả lời được, các bạn phải hết sức thông cảm cho anh, tại vì một tay anh không thể làm được nhiều việc được nhá. Đấy, hết sức thông cảm nhá. Đây cái link YouTube các bạn này có thể post lên đây này nhá, nói đi các bạn, hết sức thông cảm nhá, được chưa? Và có cái sinh lý thì anh bảo đấy, có thể đọc của sinh lý của Bộ Y tế hoặc của các cái thêm đọc sách Guyton, được chưa? Và sinh lý thì phải gắn đến bệnh học, anh chỉ nói câu đơn giản thôi, em học gì học em phải gắn đến bệnh học, được chưa? Thì mình nhớ lâu được nhá. Đấy nhá, thì nhắc lại này, thì anh trả lời những câu hỏi của các cái bạn mà mấy chục bạn mà mấy tuần nay cứ nhắn tin cho anh giống kiểu đòi nợ ấy, là sách của em đâu, sách của em đâu. Em chờ mãi chứ không thấy em gửi, được chưa nhá? Anh bảo rồi anh tìm cách anh gửi cho các bạn nhá, nhưng mà anh nói anh chắc là anh sẽ có cách anh gửi các bạn, nhưng mà anh nói luôn là anh sẽ không in ra đâu nhá, anh sẽ không in ra đâu, được chưa?
không in được đâu, tại vì in thì sẽ bị giống kiểu là mình mất cái giá trị ấy, kiểu mình không ngại gì đâu, nhưng mà nó nhiều cái nó ảnh hưởng đúng không, mình chả in cái gì cả, mà mình sẽ cố gắng mình giúp được nhiều người, thế là tuyệt vời rồi, mục đích đạt được cái mục đích cuối cùng của mình, được chưa? Đấy nhá, vì nhiều khi em nói thật với các em phải hiểu là nhiều khi có những cái nhiều khi nó mình sống trong cộng đồng mạng ấy, được chưa? Có người người tốt nhưng mà người xấu mà, đúng không? Và mình ấy thì ai muốn muốn khá lên mình giúp đỡ người ta thôi đấy, và thực sự thì nó là trên tinh thần là thoải mái mà, đúng không? Cũng giống như việc học ấy đấy, thì mình cũng phải thoải mái, nhưng ai mục tiêu nó khác, không muốn ôn thi thì thôi, ai muốn thi thì phải cố gắng nỗ lực, và ai muốn nắm chắc kiến thức ôn lại kiến thức thì nó cũng là review lại một lượt kiến thức mà nhá. Đấy thì hy vọng rằng cái buổi này nhá thì sẽ giúp ích được cho mọi người một cái điều gì đó đấy nhá, và vấn đề là sẽ cần phải ngấm dần nhá, thì khi nào rảnh thì anh sẽ lại chia sẻ tiếp cho các bạn nhá. Đấy có cái kênh nhé, các bạn có thể đăng ký các cái kênh. Anh ơi, em muốn hỏi thêm cái khóa học online ấy ạ. Ừ Để nói rõ hơn được không ạ? ừ thì Là em học từ khi em nào học ạ? em học cái gì thì em cứ nhắn tin trực tiếp cho anh, tại vì anh sẽ dạy online hết, tại vì anh dạy dạy qua Zoom meeting trực tiếp được chưa, và có luyện test nữa, và có luyện test cho các bạn, và tùy theo các bạn mục tiêu các bạn như thế nào, các bạn mục tiêu top 50 nó khác, top 100 nó khác, top 200 nó khác, top 300 nó khác, mục tiêu ôn lại kiến thức thì nó khác, và mục tiêu học chỉ để cho biết thì anh lại dạy kiểu khác, hiểu chưa? Mục tiêu học thì học chỉ để cho biết thì anh lại dạy kiểu khác đấy, nó sẽ tùy nó phù hợp với từng cá nhân các bạn hơn hơn là vứt cho bạn một đống kiến thức thì nó lại khác nhau đấy nhá. Thì đợt tới thì ra cũng nhiều người nhắn tin anh lắm rồi, và nó chắc cũng tầm 30-40 người muốn học cái nội, một cái nội thật sự bài bản đấy, một nội thật sự bài bản về lâu dài ấy. Thì anh chưa có thời gian, để khi nào có thời gian thì chắc đợt tới đó 1-2 tuần nữa, thì nhanh nhất là khoảng 1-2 tuần nữa thì anh sẽ dạy các bạn, được chưa? Đấy, và bạn học nội ấy, thì bạn phải học các cái kiến thức cơ sở ấy đã, bạn phải nắm chắc một tí kiến thức cơ sở ấy đã. Ví dụ bạn bạn không hiểu cái gì về năng lượng sinh học mà bắt anh dạy về sốc, rồi bắt anh dạy về các thứ, rồi là toan chuyển hóa các thứ thì khí máu, thì anh nói thật là khó vô cùng luôn, hiểu chưa? Nó như kiểu dạy bọn em cái ngọn ấy, em nghe em chỉ là những cái gạch đổ dòng, em chả hiểu cái gì cả, đúng không? Ví dụ toan chuyển hóa tăng khoảng trống anion có tăng clo máu đi kèm, đọc đã méo hết cái miệng rồi làm sao mà hiểu được, đúng không? Đấy nhá, thì mình cố gắng mình cứ mở các môn cơ sở dần dần đọc đi, xong cho nó vững kiến thức đi, xong thì học với anh thì nó sẽ tốt hơn, được chưa? Mình quan trọng các bạn thì nó đồng bộ thì anh sẽ dễ dàng anh dạy các bạn hơn nhá. Ok Anh không? không dạy được. Hả sao em? Anh không dạy online nữa. Anh á, anh bây giờ bận cũng hạn chế, chỉ có đệ tử của anh thì sẽ học offline, đệ tử của anh những đệ tử của anh nhân tố đặc biệt thì sẽ học offline với anh nhá, và hy vọng rằng mỗi năm thì anh sẽ làm lên bọn anh các anh thì sẽ làm lên những cái tóm lại là sẽ làm lên những cái ông như cái ông lĩnh đấy, ông lĩnh thì cũng chỉ là còn nhiều đệ tử của anh cao lắm, nhưng mà tóm lại là các bạn thì cũng cũng giới thiệu các bạn biết một chút thôi, được chưa? Đấy thì có cái nhân tố đặc biệt là em ấy buộc thi đổi trường đấy, nhân tố đặc biệt đấy thì chia sẻ với các bạn, và cái thứ hai đấy là nhân tố đặc biệt là được chụp ảnh cùng bạn rõ là xinh đúng không, ai chả thích đúng không? Ok chưa nhá. Đấy ok nhá, thì hy vọng buổi chia sẻ mọi người thì mọi người có hỏi câu gì không, chốt câu hỏi cuối nào, trả lời nốt, hỏi câu hỏi cuối đi, hỏi đi mọi người, cứ hỏi câu hỏi cuối đi, có ai hỏi chốt câu hỏi cuối không, Câu hỏi chốt. chốt câu hỏi cuối Anh còn về nào. nhá. Để anh Thành thì nhà xa lắm, nhà anh Thành cách đây có 15 cây, anh ấy Đúng sang rồi. sang ngồi với anh để trả lời các em ấy, xong rồi trời thì cũng đang hơi mưa mưa đấy, mọi người hỏi nốt một câu đi.
Ok. Mọi em có thắc mắc gì nhắn tin cho anh. Đệ tử anh của thì nó phải khác, nó không như người học on bình thường. Được chưa? Phải chịu được nhiệt thế thôi. Đúng không? Mà nếu mà em lười thì anh chịu, anh chả dạy được. Hôm nay luôn thế, anh sợ nhất là người lười, người không có ý chí, không quyết tâm gì cả. Nếu mà hai cái câu này nhá, tôi trả lời cho ông hỏi câu là tại sao suy thận mạn gây thiếu máu thì đẹp hợp lý hơn là cái câu COPD gây lại thiếu máu, đúng không nhá? Được chưa? Hỏi cái câu mà, đúng không, suy thận mạn tại sao gây thiếu máu thì hay hơn, được chưa? Mà lại viêm phổi hay gặp ở những bệnh nhân COPD, đúng không? Câu này bị hỏi ngược nhá, xem video sẽ hiểu. Ông hỏi là tại sao suy thận mạn lại có viêm phổi và tại sao trong COPD, hỏi ngược lại tại sao suy thận mạn lại có thiếu máu trong COPD hay viêm phổi nhá. Ok nhá. Đấy nhá, ôn thi nội trú nên có yêu không á? Thì chú lại bẫy anh rồi, hỏi câu này bẫy anh rồi. Bây giờ anh trả lời là anh trả lời là có, đúng không? Đấy thì em lúc em trượt em lại bảo là tại tại người yêu em, thì lúc anh trả lời là không, thì bây giờ tự nhiên em lại bỏ, em bỏ người yêu em thì có vấn phải đề là là có như thế nào thôi. phải Anh yêu từ năm 3 vẫn thi nội chú được rồi. Anh Thành lấy vợ rồi, ừ. anh lấy thấy thấy Có vấn đề gì thấy đâu. anh Thành lấy vợ rồi, và cũng phải chia sẻ mọi người cái thông tin cuối cùng nữa là hai vợ anh Thành cũng là nội trú, vợ anh Thành Đúng cũng là nội rồi. trú nội đỉnh cao luôn đấy. Cái đấy nó không phụ thuộc nhiều vào việc yêu không yêu mà quyết tâm bọn em thôi. Quyết tâm bọn em thôi, và em yêu được cái cô bé nó học giỏi hơn em thì nó là tuyệt vời, được chưa? Đúng rồi, Được chưa? nó không liên quan đến cái À rồi, ok, chào mọi người nhá. Thì một câu hỏi rất hay nhá, một câu hỏi là mỗi khi nản chí thì anh làm gì để lấy lại tinh thần ấy? Anh ơi, em biết anh làm gì không? Ngày xưa ấy, ôn thi nội trú ấy, ngày xưa lúc đầu ấy, anh chán lắm. Thì em anh dung là có cái ảnh anh post lên mạng ấy, một đứa nó nằm này, xong nó để mấy chục quyển sách để trước mặt đây này. Ngày xưa anh nói thật với em là ngày xưa anh ôn thi anh cũng y như nó luôn. Được chưa? Ngày xưa anh còn 30 40 quyển, anh bày ra sàn nhà luôn chứ không có giường to như nó đâu. Cái giường anh ở phòng trọ bé lắm, anh bày ra sàn nhà luôn. Được chưa? Anh đầy bày giải phẫu sinh lý hóa sinh sinh học nội ngoại sản nhi, anh bày tất ra này, kiểu lúc sắp thi kiểu lo quá mà, được chưa? Đấy thì kệ anh nản chí anh làm gì, thì có anh dạy các em có nốt một cái bí quyết khi nản chí làm gì, các em có biết không, biết là gì không? Có nốt cái này thì anh sẽ giải quyết nốt cái này. À xin lỗi, trả lời câu hỏi đã. Trong suy thận mạn thì thiếu máu nó có các nguyên nhân này nhá. Một là do giảm erythropoietin, nó là cái liên quan đến cái chức năng nó tổn thương, đúng không? Tổn thương thận, đúng không? Giảm sản xuất erythropoietin nên là người ta phải tiêm cái ấy cho những bệnh nhân kích hồng cầu ấy, đúng không? Cái thứ hai đấy là thiếu sắt, đúng không? Cái thứ ba tiếp theo là cái người bị suy thận mạn thì ure và các chất độc sản phẩm phi nitơ trong máu nó tăng ấy, người ta lúc nào chán ăn ấy, người ta không ăn được thì lấy đâu ra các cái protein, mà bản chất là cái máu là cái hồng cầu có hemoglobin thì có phần hem là sắt rồi, đúng không? Thì phần globin chính là phần protein của nó, được chưa? Được chưa? Ok chưa? Nhá, thì suy thận mạn gây thiếu máu. Cái thứ hai cái COPD viêm phổi, nó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà nó tái cấu trúc đường thở, cái đoạn nó cứ đoạn thì rộng đoạn thì hẹp, đúng không? Nó ứ khí, đúng không? Đấy, ứ khí. Và thứ hai là liên quan đến các cái nhiễm trùng, đúng không? Là rất là sợ những cái biến cố liên quan đến các vấn đề mà thở máy không xâm nhập, rồi xâm nhập những bệnh nhân đấy thì kinh hoàng luôn, đúng không? Đấy, và nhiễm trùng là những cái nó ảnh hưởng trên các bệnh nhân lý bệnh nhân bị bệnh mãn tính mà, kể cả suy thận mạn thì cũng thế thôi, đúng không? Mà thừa dịch thì, đúng không? Thừa dịch ở phổi nguy cơ ứ đọng, đúng không? Viêm viêm phổi chuyện bình thường, đúng không nhá? Ok, còn và còn cái cuối cùng muốn nói trả lời các bạn, cô bạn Galaxy Z7 Pro này y mấy, y mấy em ơi? Galaxy Z7 Pro trả lời anh nhanh thì anh trả lời câu hỏi cho em. Có bạn hỏi câu thiếu oxy có mạch phổi nhé, đọc lại bài sinh lý tim mạch hệ phần tuần hoàn địa phương nhé. Đấy, tại sao thiếu oxy có mạch phổi đấy nhá. Sách sinh lý mà có Ok, nói nhé, tuần hoàn trả địa lời phương. bạn Galaxy Z7 hỏi cái câu này nhá. Nhá, đấy bạn hỏi là khi mà mất động lực ấy thì làm gì cho nó lên tinh thần, đúng không? Mất tinh thần ấy. Trả lời câu cuối nhé các em nhé, đồng ý không? Đồng ý không? Ok nhá, trả lời câu cuối nhá. Thì anh ok, anh trả lời bạn em nhá.
có một bí quyết ôn thi này phải chia sẻ với em luôn này. Là em nhá, anh trả lời này, anh bảo này, em in hình của những anh nội chú ra, đúng không? Những anh chị nội chú ra, em dám ở trong phòng em ấy, những anh chị đỗ thật tốt cao ấy, hay là dạng kiểu idol của em ấy, em dám trên tường của em, được chưa? Nhá, trên cái chỗ học ấy nhá, không phải dám linh tinh ở những nơi linh tinh thì nó mất động lực đấy, nhá. Dám ở những chỗ học tập của em ấy, thì khi nào em chán ấy, thì em nhìn thấy nhìn lên các anh thì thấy soi lại cái bản thân mình, nhá. Thì sẽ thấy là mình rất động lực, nhá. Đấy, và mình sẽ mở ảnh các anh ra mình ngắm, nhá. Tất nhiên là anh nào nhìn đẹp trai một tí, đúng không? Đó, đẹp trai học giỏi độ cao đấy, đúng không? Ví dụ in hình ông Lĩnh ra đi, đúng không? Ví dụ in hình em Lĩnh ra đẹp trai học giỏi đấy, đúng không? In ra đi làm cái động lực cho mình, đúng không? Nhá, ok. Ok, giống phòng gym em ạ, nhá. Đấy, nó giống kiểu giống phòng gym ấy, nó thế tại sao cái nguyên lý của phòng gym nhá là phải dán hình người đẹp ấy, tự nhiên là thấy khi mình có động lực, mình mạnh mẽ, thế thôi mình cũng phải làm thế nhá. Thì mọi người có lấy ảnh mình có thể đao trên cái trang chủ của Google ấy, thì sẽ có cái ảnh của cuốn sách nó có in hình ra nhá, lấy làm động lực, hiểu vấn đề chưa nhá? Ok nhá, thì cảm ơn anh em nhá, thì chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi thì người khi nhá. Anh sẽ cố gắng nhá, anh sẽ gửi lại cái quyển sách mọi bằng cái cách nào đó, cái cách riêng của anh để giúp mọi người, được chưa nhá, ok chưa nhá. Thì chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Xin chào anh ạ. Okay. Ok. Mọi người nghe có hiểu không? Có hiểu ok nhá. Chào. Em có ai?